could be us. So back to what I was saying. Could be us. Băng Kiều tổ chức sinh nhật cho hai quý tử, vợ mới, vợ cũ có hành động chú ý. Vợ mới, vợ cũ Băng Kiều hội ngộ trong dịp sinh nhật các con. Nhân dịp các con về nước, hai bên gia đình đông đủ Băng Kiều tổ chức sinh nhật cho Kenji và Benly cực hoành tráng. Lần đầu vợ mới, vợ cũ của nam ca sĩ hội ngộ cùng nhau. Xuyên suốt buổi tiệc, Trixie Phương Trinh và vợ mới của Băng Kiều tương tác với nhau cực thân thiết, thoải mái khiến dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, Trixie Phương Trinh đăng tải loạt khoảnh khắc ấm áp trong buổi sinh nhật kèm lời nhắn, tiệc sinh nhật Kenji và Benly tại Việt Nam. Trước hết xin cảm ơn tất cả các ông bà, cô chú, anh chị em đã không ngại trời mưa đến dự sinh nhật của hai cháu. Trước giờ tiệc mưa đổ xuống rất to, chính mình gọi xe taxi hoài mà mãi 20 phút mới có nên rất cảm ơn những người đã có mặt tối qua. Qua việc đó cho thấy tình cảm của mọi người đã dành cho gia đình mình như thế nào, bạn bè của mình ở Việt Nam không nhiều. Băng Kiều cũng chỉ quen thân với vài anh chị em nghệ sĩ, trong Nam nên buổi tiệc được tổ chức trong không khí ấm cúng với tầm 70 người, tiệc không quá đông nhưng vui không thể tưởng. Thay mặt cho gia đình, chân thành cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật của các ông bà, cô chú và anh chị đã gửi đến cho Kenji và Benly. Như mình đã nói, sự hòa thuận giữa hai gia đình sẽ làm cho không khí gia đình không căng thẳng, niềm vui được nhân đôi và các con có thêm người để yêu thương chúng. Khán giả dành nhiều lời khen ngợi với Trixie Phương Trinh bởi cách cư xử văn minh. Nữ ca sĩ khá thoải mái khi gặp lại chồng cũ và cực thân thiết với vợ mới của Băng Kiều. Cô luôn tạo điều kiện cho các bé được vui chơi cùng nhau và không ngại nhắc đến chồng cũ trên mạng xã hội.